Hello, lời nói đầu tiên Trần Anh xin gửi lời chào trân trọng đến toàn thể tất cả các anh chị thân thương trên kênh YouTube nha. Một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất ạ. Và kính thưa toàn thể tất cả các anh chị, hôm nay bên em về rất là nhiều xe nè, Toyota Corona nè. Xe này Trần Anh đăng thì có một em trai cũng đã chốt cọc cho Trần Anh này nha. Uy tín là thương hiệu ạ. Đó, con Jolly Trần Anh cũng vừa đăng xong. Bên em về tiếp tục thêm một con Honda CR-V đây. Xe này chưa có dọn rửa nha. Để dọn rửa xong thì Trần Anh sẽ đăng giá công khai con CR-V số tự động này cho anh chị xem nhé. Con Mitsubishi Suzuki đây ạ. Con này là con Suzuki Vitara. Con này là máy xăng 2 cầu, máy 1.6 siêu tiết kiệm nhiên liệu. Con này Trần Anh cũng đã đăng clip rất là chi tiết nha. Con Yoli đời 2004 Mitsubishi nè. Con này thì anh trai cũng đã chốt cọc cho Trần Anh rồi. Và tiếp theo em có thêm một con Innova đời 2013, lắp ráp trong nước, con này là số tay, máy xăng anh chị nha. Con này số km nó đi là 60.000 rồi. Con này mức độ tiêu hao nằm tầm 9 lít trên 100 cây thôi. Bên em bán 450 triệu con Innova đời 2013. Anh chị mua bên Trần Anh có bớt cho nha. Đó là phong dáng của Innova đời 2013 nè. Nha, đây là chiếc xe gia đình nè. Đó, xe thì bao đẹp, bao nét luôn chị ạ. Anh chị tới tận nơi, tận salon ô tô miền Nam bên em làm việc trực tiếp với Trần Anh ô tô nhé. Bên em đồng thời giảm giá hàng loạt cho anh chị và đồng thời bao rút hồ sơ đến toàn bộ những mẫu xe bên em bán ra nhé. Bên em cập nhật rất là nhiều xe về anh chị ạ. Con CR-V này cũng Honda CR-V nè, cũng vừa về nè. Xe này thì mới lấy về, chưa có đưa qua công nghệ xử lý làm đẹp nhé. Đây là anh chị coi nè, nó hơi bẩn tí xíu. CR-V nè anh chị coi nè, nội thất nè, đẹp lắm. Xử lý xong Trần Anh sẽ đưa qua công nghệ xử lý làm đẹp cho em nó luôn. Là cửa sổ nóc nè, tắp lô nè anh chị coi nè, đó tắp bi nè, Honda nè. Đồng hồ nè, nhìn cùng đồng hồ rất gấu. Vô lăng nè, trang bị full hết đồ chơi rồi. Con này là số tự động anh chị nhá. Đó, số tự động, trang bị màn hình Android La Sup, chế độ aircon, làm sạch không khí nhá, đầy đủ trên con xe CR-V này rồi. Ghế chỉnh điện nè, nó xe sang chảnh như một ông hoàng luôn. CR-V đây ạ. Và tiếp tục Trần Anh về thêm một con Fortuner đời 2009. Con này máy dầu, máy 2.5 turbo, bản số 51G99546 đời 2009 nha. Con này là màu lông chuột anh chị ạ. Bốn vỏ thì còn mới lắm, bốn vỏ còn được 80% luôn. Đồng sơn chất sơn rin còn rất là nhiều, không đâm đụng, không gập nước, không có một xíu va quẹt anh chị. Con này mức độ tiêu hao nhiên liệu nó nằm tầm 7 lít dầu thôi. Số km đã đi được 80.000 rồi. Bên em bán giá 580 triệu. Anh chị tới mua đồng thời Trần Anh có bớt cho anh chị luôn. Và bao rút hồ sơ đến toàn diện tất cả các anh chị nha. Đây là tổng quan tổng công ty salon bên em đây ạ. Còn rất là nhiều xe, từ xe cỏ đến xe đời cao để phục vụ đến toàn thể tất cả anh chị ạ. Đó, con Fortuner nè, gầm cao bánh lớn, đi siêu khỏe luôn. Đó, anh chị thấy bánh không? Mâm đúc nguyên bản cho xe. Chất sơn rin còn phụ cả con, ghế nỉ nguyên bản cho xe nè. Vô lăng 4 chấu này trang bị là 2 túi khí nè, tích hợp trên vô lăng nè. Đó, những cái vân gai trên vô lăng nè anh chị coi nè, còn nguyên bản hết. Gương chỉnh điện nè, chỉnh đèn sáng tối nè, đồng hồ gương lồi nè, đầy đủ, trang bị một cái màn hình GVC, con số nguyên bản nè, tắp bi cửa nè. Ghế anh chị xem nhé, ghế là toàn bộ là ghế nỉ hết toàn diện luôn, không có một xíu mục mọt, đặc biệt là con này không có một xíu cứng đục. Những cái sóng lường nguyên bản của xe đó anh chị thấy không, xe đẹp lắm anh chị ạ. Tới tận nơi trải nghiệm cùng Trần Anh ô tô với những mẫu xe chất nhất nha. Dòng xe này rất là thông dụng anh chị nha, đời 2009 Fortuner, máy dầu, có turbo, chạy cực khỏe luôn, siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Sàn là sàn nỉ nè anh chị không, sàn nỉ hết toàn diện nè, keo chỉ trong nách nè, sơn rin trong keo chỉ trong nách còn nguyên bản nhé. Đó, chất xe nó đẹp thì giá nó tạm ổn đối với tay người tiêu dùng anh chị nhá.
Chân này, chân đẩy là anh chị thấy không? Chân đẩy là dàn lạnh là nguyên bản tàu xe nè, đó, dàn lạnh là nguyên bản tàu xe hết. Chân đẩy còn rất mới, ghế đẩy nè. Học từ tay rồi ghế đẩy hết. Tem móc bảy màu, thân máy còn rất là đẹp nha. Đó là phong dáng con Fortuner nè, cụm đèn nè. Cụm đèn nguyên bản thôi em nói đây. Đó, đây là cụm đèn nguyên bản của con Fortuner nhá. Trang bị màn hình cam da. Đầy đủ những con xe này rồi. Mãn số 51G99546. Anh chị nào ở Sài Gòn mua con này rất là thích hợp nha. Ủy quyền ok anh chị nha. Đó chị ha. Cửa sau em đã mở rồi nè. Phía sau là toàn bộ ghế nỉ hết toàn diện luôn. Đây là anh chị ạ, những cái đinh bấm, những cái sóng lường không có dấu hiệu là cứng đụng tông ve nhá. Nỉ hết toàn diện. Đây ạ. Ghế sau đó là nỉ là anh chị ạ. Đây nè. Không một xíu cứng đụng luôn. Nó là dòng xe Fortuner 7 chỗ máy dầu đó anh chị. Siêu tiết kiệm nhiên liệu cho anh chị luôn. Đồng thời mang lại hiệu quả rất là cao cho anh chị nha. Vỏ đồ Sico nguyên bản theo xe nè. Nó còn nguyên bản luôn nha anh chị nhá. Ghế này anh chị có thể gập xuống nhá. Riêng hai cái băng ghế sau, anh chị mà không chở người thì anh chị gập xuống, anh chị chở đồ rất là ok. Vỏ đồ Sico đầy đủ. Thân vỏ rất đẹp luôn. Đây là anh chị ạ. Đó. Vỏ Sico nè, nguyên bản nè. Máy móc thì cực êm nha. Con xe này em cũng đã làm clip rất là chi tiết rồi. Anh chị nào mua thì alo trực tiếp cho đến Trần Anh Ô Tô. Trần Anh sẽ cập nhật về thật là nhiều giá xe, giá cả hợp lý để đến với tay người tiêu dùng anh chị nhé. Đây là phong dáng con CRV nè anh chị. Cũng vừa mới về thôi anh chị nha. Em dọn xong rồi em sẽ đăng clip chi tiết con CRV này. Một lần nữa Trần Anh xin cảm ơn ạ. Em xin chân thành cảm ơn toàn thể tất cả anh chị đã ủng hộ cho Trần Anh trong suốt thời gian qua nhé. Đó, đây là còn lại bên những mẫu xe bên em. Về con nào Trần Anh bán hết con đó luôn. Chẳng còn con nào để bán nữa. Bây giờ bên này bên em đang tiến hành gấp rút đi tìm những mẫu xe đẹp về để phục vụ bà con có cái dịp Tết này đi chơi, Noel này, chở gia đình, chở con cái đi chơi anh chị nhé. Một lần nữa Trần Anh xin cảm ơn ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại.